Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề xuất xây dựng thêm đường cất hạ cánh thứ hai tại sân bay Long Thành với kinh phí khoảng 3.400 tỷ đồng. Theo đó, thì quy hoạch sân bay Long Thành đã có sẵn các đường cất hạ cánh. Hiện nay có nhiều yếu tố thuận lợi về giá, thiết bị, nhân sự nên việc xây dựng đường cất hạ cánh thứ hai là hợp lý. Việc xây dựng thêm đường cất hạ cánh không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư dự án thành phần của sân bay Long Thành. Nếu được thông qua, đường cất hạ cánh thứ hai sẽ khởi công vào cuối năm 2025, hoàn thành vào quý 2 2026.